Bộ VHTT và D chính thức ba nhành quy tá cứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhằm khuyến khích phá thuy lan tỏa các giá trị và nhóa tốt đẹp theo tinh thần nhân cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực Hai ngày 13 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Truyền thông và DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được xây dựng và lấy ý kiến từ tháng 8. Bộ quy tắc ứng xử gồm 3 chương, 11 điều, trong đó chương y quy định mục đích phạm vi, đối tượng, giải thích từ ngữ, chương 2 quy tắc ứng xử, chương 3 là tổ chức thực hiện. Trong đó, chương y nêu rõ, mục đích của quy tắc nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội. Khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Góp phần khẳng định vai trò Trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phạm vi và đối tượng áp dụng, hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả khi tham gia các hoạt động xã hội, báo chí, truyền thông và không gian mạng. Đối tượng áp dụng của quy tắc là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chương 2 Quy tắc ứng xử gồm các nội dung: Quy tắc ứng xử chung, đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết trọng danh dự đề cao trách nhiệm công dân trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân không làm tổn hại uy tín của tập thể sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác giữ gìn phẩm chất đạo đức uy tín danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa việt nam giữ gìn danh hiệu hình ảnh chọn lựa sử dụng trang phục hóa trang phù hợp với mục đích nội dung hoạt động nghệ thuật đấu tranh chống lại cái xấu những hành vi tiêu cực lệch chuẩn trong đời sống xã hội giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt có nhận thức quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ không sáng tác lưu hành phổ biến biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức văn hóa và truyền thống của dân tộc gây tác động tiêu cực đến tư tưởng thẩm mỹ của công chúng quy tắc ứng xử đối với công chúng khán giả tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả. Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tính ngưỡng, tôn giáo, không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục không lôi kéo, xúi dục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc. Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Quy tắc cũng quy định ứng xử, của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động xã hội khác như hoạt động từ thiện, lan tỏa hình ảnh đẹp, ứng xử có văn hóa đến cộng đồng, công khai, minh bạch kịp thời các hoạt động, xã hội, không lạm dụng danh hiệu, hình ảnh để tư lợi cá nhân. Ngoài ra, khi tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, không tổ chức tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội không tham gia hoạt động mê tín dị đoan gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này